Đây, Thánh Kinh Báo, Nguyệt Sang của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam xin trân trọng kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Thánh Kinh Báo là Nguyệt Sang của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, xuất bản năm 1931 đến năm 1975, do các giáo sĩ Tiền Phong, cố mục sư Ông Văn Huyên, cố mục sư Trần Thự Quang và cố mục sư Đoàn Văn Miên làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày trước, quý mục sư truyền đạo tín hữu thân yêu mà phần đông đã ngủ yên trong Chúa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo để đọc lại tờ báo đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc giá trị của Nguyệt Sang Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá phúc âm và phổ biến văn chương Cơ Đốc. Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo. Phần đông nhân loại ta quan niệm về ông trời hay là Đức Chúa Trời chưa đúng, cho rằng Ngài là đấng thiêng liêng chỉ ở riêng biệt trên linh giới và cai quản hoàn toàn ở cõi ấy mà thôi, chứ chẳng thiết gì đến cõi nhân sanh trần tục, nên chẳng ngó ngàng đến sự sanh hoạt của nhân loại ta. Ngài chỉ can thiệp đến nhân sự ở thế gian này chỉ khi nào người ta van vái khẩn thiết Ngài đói xuống giúp trong hồi hoạn nạn, nguy nan, hoặc xét xử dùm những nỗi oan ức đó thôi. Ngoài ra, người ta vẫn trọn quyền sống theo ý mình một cách độc lập đối với Ngài. Song, thưa quý vị, sự thật không phải vậy đâu. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa vũ trụ này. Chính Ngài cầm quyền thống trị cả linh giới và trần giới. Loài người tuy có quyền tự do tuyệt đối trên mọi loài, song vẫn còn phải lệ thuộc vào đấng tạo hóa, phải chịu trách nhiệm và phải khai trình với Chúa chí công. Chính trị của Đức Chúa Trời là đi sát với nhân loại. Ngài không những cầm quyền trên sự chuyển động của vũ trụ mà cũng cai trị đến sự sinh hoạt của loài người và củ soát mỗi cá nhân để thưởng hoặc phạt. Vậy, với tư cách đó, cố nhiên Đức Chúa Trời có thể hỏi, và quả thật Ngài đang hỏi trực tiếp mỗi chúng ta. Đức Chúa Trời hỏi gì với quý vị? Đây, trước hết Ngài hỏi. Câu hỏi thứ nhất, ngươi ở đâu? Từ ngàn xưa, Đức Chúa Trời đã có phán hỏi câu này, và cũng là chính câu hỏi đầu nhất mà Ngài đã hỏi thủy tổ chúng ta là ông Adam. Tại sao Đức Chúa Trời hỏi ông Adam như vậy? Và câu hỏi ấy có ý gì? Đặt Adam nơi vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời đã lo liệu, dự bị dư dật mọi nhu cầu cho ông. Ngài chỉ ban một mạng lệnh nhẹ nhàng, rất dễ theo, không ức hiếp chút nào. Ấy là, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 17. Đức Chúa Trời đã ban bố quyền tự do cho Adam.
ông chỉ vâng phục một việc nhỏ để tỏ ra ông biết kính vâng Ngài thôi. Ấy thế mà ông lại coi thường mạng lệnh ấy, nên đã xâm phạm một cách dễ dàng, phá hoại kỷ luật của Chúa trên muôn Chúa. Nhưng sau khi đã phạm tội rồi, thì ông biết ngay và thấy ngay bao nhiêu sự xấu xa, thẹn thuồng, nên lật đật chạy rút trong bụi cây để trốn khỏi mặt Chúa. Chính lúc ấy, Đức Chúa Trời kêu ông mà hỏi, hỡi Adam, ngươi ở đâu? Thưa quý độc giả, hành động của Adam trên đây chính là một bức tranh vẽ rõ hành động của nhân loại ta hôm nay. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn đủ thứ cần dùng cho chúng ta. Ngài cũng ban cho quyền tự do sử dụng mọi sự, mọi vật, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được. Timôthê thứ nhất đoạn 4, câu 4. Đức Chúa Trời chỉ ban cho chúng ta một mạng lệnh, một điều răn không khó gì cả, ấy là ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và hãy yêu người lân cận như mình. Matthew đoạn 22, câu 36 đến 40. Thế mà người ta có làm theo đâu? Nếu có làm theo thì đâu có cái cảnh bái vật giáo, vô thần giáo và chiến tranh tàn khốc như đã có. Người ta cứ hưởng cả mọi sự mà không cần cảm ơn đấng tạo hóa. Người ta không chừa trong lòng một chỗ nào cho Chúa của cả trời đất. Người ta xâm phạm và dày đạp tất cả luật lệ thánh khiết, công bình và yêu thương của Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng. Rồi đó, người ta cứ chạy để tránh khỏi mặt Đức Chúa Trời và muốn cho lòng được bình an, người ta lại dám tuyên bố không có Đức Chúa Trời. Song thưa quý vị, dẫu ta có ý muốn tránh khỏi mặt Đức Chúa Trời và chối Ngài, thì Ngài vẫn lấy lòng từ bi vô hạn, cũng như đến hỏi Adam, Ngài đang ở trước mặt quý vị, kêu lớn mà hỏi rằng, ngươi ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời không thấy Adam ở trong bụi cây, cũng như không thấy ta ở đâu, đã và đang làm gì nên kêu hỏi chăng? Chắc không ai tưởng như vậy, vì ai cũng biết rằng Ngài là đấng thiêng liêng và là đấng vô sở bất tri. Vậy có điều chi mà Ngài không thấy? Tục ngữ A Rạp có câu rằng, Đức Chúa Trời thấy con kiến đen bò trên hòn đá đen trong đêm tối đen. Vĩ nhân David hiểu rõ lắm về đấng thấy trong chỗ kín nhiệm và biết thấu sự bí mật của lòng. Thấy hết các nhược điểm của ông nên nói rằng, tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa, tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa. Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói, sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Thi Thiên 139, câu 7-12. Thật vậy, chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mặt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Hebrews đoạn 4 câu 13. Như vậy, câu hỏi Chúa hẳn có một ý nghĩa khác và cảm động lắm. Ấy là Ngài nhắc lại cho Adam cũng như cho ta biết mình đang đứng trong địa vị nào. Ấy là Ngài gợi cho ta ý thức giác ngộ và hối cải để nhận lãnh ơn cứu rỗi của Ngài. Vậy, ta liệu có thể trốn khỏi mặt Ngài và giấu được các vi phạm của ta không? Hẳn là không rồi. Vậy ta nên làm chi? Chỉ có một cách là ta hãy ra khỏi chỗ ẩn giấu mà xưng ra như David rằng, Đức Chúa Trời ơi, Chúa biết sự ngu dại tôi, các tội lỗi tôi không giấu được Chúa. Thi Thiên 69 câu 5. Cầu xin lấy sự nhân từ Chúa mà cứu vớt tôi. Thi Thiên 31 câu 16. Câu hỏi thứ hai, ngươi có làm điều chi? Tiếp theo câu hỏi trên, lại còn có câu hỏi này nữa và cũng không kém phần quan trọng. Câu hỏi này cũng chính Đức Chúa Trời kêu hỏi bà Eva, người chủ động trong sự phạm tội. Cả hai ông bà đều chịu trách nhiệm về sự phạm pháp của mình. Chúa hỏi, người có làm điều chi? Ta sẽ coi ông bà Thủy Tổ có làm gì. Ấy là chẳng những trái mạng lệnh Chúa mà ăn trái cây cấm rồi. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ,
bèn lấy lá cây vả, đóng khố che thân. Sách Thế Ký đoạn 3 câu 7. Công việc thứ hai này, tuy hình thức có đơn sơ, song ý nghĩa của nó vô cùng nguy hiểm. Đáng lý khi ông bà cảm biết mình phạm tội rồi, thì chỉ nên thú nhận những sự dại dột, xấu xa của mình với Chúa, để ngửa trong ân điển vô lượng của Ngài mà thôi. Song ông bà lại kiếm cách để binh vực mình, khoe khoang rằng mình chưa phải là xấu xa đáng lo sợ. Tuy phạm tội, song vẫn có thể tự cứu, có thể tạo nên cảnh bình an. Cái công việc này bày tỏ ý nghĩa gồm tóm trong bốn chữ cậy mình và kiêu ngạo. Nó chính cũng như công việc tự kỷ hành thiện hôm nay vậy. Nói về tội lỗi thì ai cũng biết và đều công nhận, y như Kinh Thánh nhắc và cảnh cáo rằng vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không. Song tiếc thay, khi cảm biết rồi, người ta không chịu đến với đấng có quyền tha tội mà trình bày và hối cải để nhận lãnh ân điển tha thứ. Người ta cứ ung dung tự tạo phương pháp để mong cứu thoát. Lá cây vả chỉ bóng về các công việc đạo đức thiên nhiên mà người ta đã gắng công ra sức làm để che đậy sự lõa lồ của linh hồn. Các việc thiện đức như tu tâm dưỡng tánh, cứu tế chẳng bằng vẫn là tốt và cần cả. Song nếu cậy nó để được sạch tội, được trắng án trước mặt Đức Chúa Trời, thì nó chỉ là một sự lừa gạt nguy hiểm đó thôi. Nếu cậy nó để được xưng công nghĩa, thì nó sẽ như lá cây vả kia, chỉ xanh tươi, kín đáo trong chốc lát, rồi trước sự thí nghiệm của ánh nắng mặt trời, nó phải cúi đầu thú nhận sự bất lực của mình, chỉ khô héo, trơ trẽn, vô giá trị đó thôi. Tiên tri Ê-sai mô tả giá trị của các công đức mà ta cậy nó để được xưng công nghĩa rằng: chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp, chúng tôi thấy đều héo như lá và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Ê-sai đoạn 64 câu 6. Như thế, nếu quý độc giả đang cậy các tài năng và công đức riêng của mình để đóng khố cho linh hồn, thì Đức Chúa Trời cũng đang nghiêm nghị gọi quý vị mà hỏi rằng: ngươi có làm điều chi? Bây giờ xin quý vị nghe đến câu hỏi thứ ba: ngươi tin điều đó chăng? Khi Đức Chúa Trời đã lột trần các sự che đậy bề ngoài, khi Ngài phủ nhận các việc thiện đức khoe khoang của chúng ta rồi, thì Ngài không phải để mặc cho ta bối rối, buồn thảm trong cảnh thất vọng đâu. Lời của Chúa không phải là khuyến thiện suông, mà bèn là thực hiện sự cứu rỗi. Sau khi phán hỏi hai câu trên để ta nhìn nhận sự trống trải của linh hồn mình, thì bởi câu hỏi thứ ba này, Ngài sẽ dẫn chúng ta đến chỗ giải quyết. Jehovah Đức Chúa Trời lấy gia thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 21. Bây giờ thì chính Đức Chúa Trời kết áo dài mà mặc cho ông bà Adam. Áo dài này không phải lá cây mà bằng da thú. Áo dài này hoàn toàn do sự đổ huyết và sự chết của con thú. Nó phải chết đi để có áo dài cho ông bà Adam mặc. Sự đổ huyết và sự chết của con thú này là một hình bóng rõ rệt và trực tiếp về Đức Chúa Giê-xu. Chính Đức Chúa Giê-xu là chiên con chịu giết từ buổi sáng thế. Khi nhân loại sa ngã thì Đức Chúa Trời liền ấn định chương trình cứu rỗi duy nhất là theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch. Không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Hebrews đoạn 9 câu 22. Suốt bao thế kỷ, từ đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài. Hebrews đoạn 1 câu 1 đến 2. Từ dân Giuđa cho đến cả nhân loại biết rằng sự cứu rỗi chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, chỉ phải nhờ huyết của Đức Chúa Giê-xu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta mà thôi. Thưa quý vị, hôm nay đối với ngày lễ Giáng sanh, với thập tự giá, ngày lễ Phục sanh, ngày lễ Thăng thiên là những ngày lễ quốc tế, hẳn quý vị không còn xa lạ gì.
nhất là thập tự giá mà người ta đã dùng làm dấu hiệu cứu giúp, từ thiện, báo nguy đã lẫy lừng sáng chói trên khắp cả năm châu bốn biển. Đó là công việc chuộc tội hoàn toàn của Đức Chúa Giêsu vậy. Thập tự giá là sự ứng nghiệm con thú bị giết. Đức Chúa Giêsu chịu chết để ban áo dài công nghĩa cho chúng ta. Đó là công việc cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã kết thành để mặc lấy cho ta. Rồi với giọng nhân từ và nghiêm nghị, Ngài phán hỏi quý vị rằng, ngươi tin điều đó chăng? Giăng đoạn 11 câu 26. Tin điều gì? Ấy là tin chính thân vị và chức vụ của Đức Chúa Giêsu. Thân vị thì Ngài là con một của Đức Chúa Trời, còn chức vụ thì Ngài là cứu Chúa duy nhất của mình. Quý vị khỏi lo làm gì, đem của lễ gì, chỉ tin mà thôi, thì Đức Chúa Trời sẽ mặc lấy cho. Vì ấy là đạo đức tin mà chúng tôi rao giảng. Roma đoạn 10 câu 8. Chúa cũng phán rõ lắm, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy. Vậy, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra, và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cả chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Còn nếu các ngươi không tin, chắc sẽ không đứng vững được. Thưa quý độc giả, Đức Chúa Trời đã hỏi bao nhiêu lần rồi, và cũng hiện đương hỏi quý vị ba câu hỏi trên đây. Mong đừng có tiếng gì áp lấp để quý vị có thể nghe rõ và thấu hiểu, để cài ơn Chúa giải đáp, sớm giải cứu quý vị khỏi cảnh vĩnh khổ. Câu chuyện sau đây là một thí dụ. Đời xưa, ở phía nam xứ Palestine, có một dân tộc thiểu số là dân Ammon. Về tôn giáo thì dân này có thờ một vị thần gọi là Moloch. Nên ai muốn dâng của tế lễ để chuộc tội hoặc cầu phước thì phải đem chính con nhỏ mình đến trước bàn thờ, rồi các thầy tế lễ nổi lửa lên thiêu đốt tượng đồng Moloch đến đỏ hực và lửa lóe ra nơi bụng và tai. Rồi họ đặt em bé vào lòng của tượng đỏ hực đó. Cha mẹ chứng kiến lúc họ giết con mình để làm của tế lễ. Em kêu la kinh khiếp và thảm thiết lắm, nhưng cha mẹ em không nghe chi cả, vì bọn thầy tế lễ ráng sức đánh trống thổi kèn inh ỏi làm lấp tiếng em bé, cho đến khi em không còn kêu la nữa và toàn thân em đã ra trò. Thưa quý vị, phải chăng đó là cảnh trạng hiện có của quý vị? Xin quý vị đừng sợ, chỉ tin mà thôi, và thiết tha khẩn cầu, lạy Chúa tôi tin, xin Chúa giúp đỡ sự không tin của tôi. Amen. Bài viết của truyền đạo Nguyễn Thái Dương. Bây giờ tôi tin, tin thật quá quyết, Giê-xu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bồi. Tuy lệ tuôn vơi tôi nào trả nổi, bao nợ tình yêu Chúa tôi. Hỡi Chúa tôi dâng cả nhất sinh tôi, hãy thay dâng cứu Chúa tôi. Bây giờ tôi tin, tin thật quá quyết, Giê-xu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bồi. Thank you.
phụ nữ diễn đàn Sang trái biết cây. Vậy, hễ cây nào tốt thì sang trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sang trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Matthew đoạn 7, câu 17 đến 18. Xem qua hai câu kinh thánh trên đây, chính mình tôi được sự dạy dỗ từ nơi Chúa trong hai chữ cây và trái. Chị em ta là cây trong vườn của Chúa. Giăng đoạn 15, câu 1 đến 5. Cây vườn khác với cây hoang dại, vì cây vườn được người trồng, còn cây hoang dại thì tự nó mọc lên, chẳng cần ai săn sóc đến, trái nó cũng chẳng dùng chi được. Vậy, chúng ta hãy hết lòng cảm ơn Chúa vì được Ngài trồng chúng ta trong vườn của Ngài, tức là Ngài đã lấy ân điển lớn mà mua chuộc chúng ta. Chính Ngài đã bỏ sự sống vì chúng ta, Giăng nhất đoạn 3 câu 16, cho chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, được nhập vào hội thánh của Ngài. Vì muốn có một vườn cây xinh tốt nên người làm vườn phải tốn biết bao công lao khó nhọc để cây cối trong vườn mọc lên theo ý muốn mình. Họ phải bắt sâu, tưới nước, tỉa sữa và vun bón cây luôn luôn. Chúa đối với chúng ta cũng như vậy. Ngài hàng trăm năm đến chúng ta, tỉa sữa và thăm viếng chúng ta luôn bởi lòng yêu thương của Chúa. Giăng đoạn 15 câu 2. Song lắm khi chúng ta tưởng rằng tin Chúa thì mất cả sự tự do, lại phàn nàn sao tôi phải chịu cảnh khổ như vậy, sao tôi thiếu thốn luôn, sao tôi không bằng người khác. Vậy chúng ta hãy biết rằng nếu Chúa không cho chúng ta gặp cảnh khó, nếu Ngài không tỉa sữa và vun bón ràng cột chúng ta, thì đời sống chúng ta sẽ khốn nạn biết bao. Ê-sai đoạn 5 câu 6. Vậy hàng ngày ta hãy cầu xin Chúa là chủ vườn luôn nhớ đến chúng ta và xin Ngài hãy cắt bỏ khỏi chúng ta những nhánh ý riêng, tư tưởng xấu, sự buồn giận, tức mình, cãi lẫy, ghen ghét, vân vân. Roma đoạn 1 câu 29. Ta hãy nhớ lại lời của Giăng Báp-tít cảnh cáo người Pharisee xưa: cái búa đã để kề rễ cây, hễ cây nào không sanh trái tốt thì phải đốn và chụm. Matthew đoạn 3 câu 10. Ta hãy thỏa lòng trong địa vị mình, như thánh Phaolô xưa đã nói rằng: tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Philip đoạn 4 câu 12. Cũng xin Ngài hãy tưới chúng ta bằng mưa ơn phước từ trời. Ê-xê-chiên 34 câu 26 phần B. Bón gốc chúng ta bằng lời hằng sống của Ngài trong Kinh Thánh. Mục đích của chủ vườn là được nhiều trái tốt, mà nếu cây không tốt thì thế nào sanh trái tốt được. Về trái thì tôi suy nghĩ đến hai phương diện. Thứ nhất là những đức tánh tốt lành do Thánh Linh, tức là sự yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, vân vân. Galati đoạn 5 câu 22. Còn phương diện thứ hai thì trái đây tức là con cái chúng ta vậy. Thi Thiên 127 câu 3. Con cái là cơ nghiệp của Chúa ban cho, là bông trái của tử cung. Cây sanh trái, mẹ sanh con. Chúng ta là mẹ, mà nếu không được có những đức tánh tốt lành, những gương mẫu xứng đáng, thì con cái chúng ta cũng thiếu những đức tánh tốt lành như ta. Con cái là tượng trưng cho bổn tánh chúng ta, mà nếu lòng tự ái của ta như núi non, hay hờn, hay dỗi, thì bảo sao con ta không mỗi tí mỗi giận. Ta hay nói lời tục tiểu xấu xa, thì chúng cũng bắt chước nói lời ô uế. Chúng ta hãy thận trọng trong hành vi của mình. Cầu Chúa gìn giữ chúng ta tránh khỏi những bổn tánh xấu, hầu sanh con cái có được những tánh tốt. Trong lúc ta hoài thai, biết rằng sẽ có một đứa trẻ ra đời, thì ngày đêm ta hãy cầu nguyện luôn cho đứa trẻ, về sau sẽ nên người xứng đáng, và dâng nó cho Ngài, cũng như trái cây thì sẽ thuộc về chủ vườn vậy. Ồ, có chia vui thích cho bằng trong vườn, có đầy dãy quả ngon, trái ngọt. Còn chi phước hạnh bằng gia đình chúng ta có những đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương, những trái cây dầu ngon, dầu ngọt đến đâu cũng không khỏi có một phần bị rầy hay bị ong đốt, và lắm khi có sâu ăn hại ở trong. Con trẻ cũng như thế, dù em được sanh trong gia đình đạo đức, ngoan ngoãn, hiền lành, song lắm khi vì ở gần những người xấu nết hoặc những đứa trẻ mất dạy thì dễ lắm cho chúng bị ảnh hưởng xấu lây.
Vậy chúng ta hãy coi chừng bè bạn của chúng là những đứa trẻ thế nào. Nếu là người xấu thì tốt hơn là đừng cho chúng gần gũi với họ. Sách vở nào của chúng xem thì chúng ta phải xem xét trước, vì sự hại của sách vở cũng không phải ít. Có khi vì tiểu thuyết ô uế mà chúng sẽ sa vào vòng trụy lạc, hay sách thuộc phái vô thần thì chúng sẽ chối bỏ Chúa mà bị hư mất linh hồn chăng? Ôi, biết bao gia đình tin kính Chúa mà con cái đi đường địa ngục như hai con trai của Haley, chỉ vì kẻ làm cha mẹ hay nuông chiều con cái, không biết sửa trị, không tỏ ra hành vi xứng đáng, và nhất là không để thì giờ cầu nguyện cho các con mình, phó dâng đời chúng cho Chúa toàn năng, để Ngài sẽ giữ gìn chúng khỏi mọi bẫy giò của ma quỷ cùng sự ô uế của thế gian. Lòng tôi ước ao các bà mẹ trong Hội Thánh Việt Nam hãy noi gương các bậc hiền mẫu thuở xưa trong Kinh Thánh, thì sẽ có biết bao Joseph, Samuel, Timothy và Marie ra đời để hầu việc Chúa trong thời kỳ tối tăm u ám này vậy. Và mục sư truyền giáo Dung Không Lộc, Yirin. Lòng bạn trẻ, chiếc xe Đức Thắng. Một buổi sáng Chủ nhật, mưa còn đang rơi. Trên con đường núi dốc quanh quẹo đi cầu đất, một thanh niên đang ngồi trên chiếc xe đạp sơn đỏ đã bạc màu. Mắt nhìn đồng hồ tay, miệng lẩm nhẩm: "Ồ, hôm nay ta đi nhóm trễ quá rồi. Đáng lẽ giờ này ta đã đến nhà giảng, nhưng lại còn đi đây. Thôi, ta hãy đi thật mau, kẻo trễ mất giờ cầu nguyện đầu tiên. Bỏ qua giờ cầu nguyện này thật uổng lắm." Nói rồi, thanh niên ấy uốn mình, nghiêng đầu đạp chiếc xe đạp thật nặng lên dốc. Vừa đạp vừa thở trong bộ rất mệt nhọc, khác nào một cua rơ đang đi nước rút. Dốc đã cao lại dài làm sao. Đã đi như vậy cả 15 phút mà xe chưa lên khỏi dốc. Xe vừa lên dốc, thanh niên ấy lòng thấy nhẹ nhàng vì nỗi nhọc nhằn đã qua. Mặt chàng như điểm một nụ cười tươi tắn vì chàng hy vọng không bỏ qua giờ cầu nguyện mà 15 phút rồi chàng phải lo lắng. Bây giờ chàng chỉ ngồi trên xe, không cần đạp một cái nào, chỉ nắm chặt ghi đông, giữ chừng chiếc Thắng cho xe xuống dốc. Hết dốc là đã đến nhà giảng rồi. Thế là chỉ 5 phút sau, chàng đã có mặt tại nhà giảng. Xe bắt đầu xuống dốc. Lúc đầu xe còn chạy từ từ, sau thật nhanh, nhanh như xe jeep. Chàng bấm mạnh tay mạt Thắng sau để bớt tốc lực. Còn Thắng trước cũng trên con đường đó đã bị đứt từ mấy tuần qua. Sau khi Thắng trước đứt, chàng cũng cứ để vậy. Đi được một đôi lần trên con đàn ấy, thấy nó vẫn vô sự nên chàng không còn quan tâm đến. Bấm Thắng sau, chàng nghe một tiếng bụp nhẹ nhẹ, rồi xe cứ chạy như trước, lần lần mau hơn trước. Nước chảy đã bong mòn thay phương chi sợi dây thép kia, lâu ngày đã đến tuổi. Thế là chiếc Thắng sau cũng bị đứt nốt. Lòng chàng bắt đầu bối rối, mặt chàng biến sắc, mắt chàng hoa lên, nhưng chàng lại lẩm bẩm: "Bây giờ ta phải làm sao đây? Ta liều cho xe đâm vào chân núi chăng? Làm thế chắc nguy đến tánh mạng. Thôi, cứ để mặc cho nó chạy chăng? Ôi, chắc gì toàn tánh mạng, mà ít ra cũng đụng người." Rồi chàng khởi sự cầu nguyện: "Lạy Chúa xin cứu con giờ này, lạy Chúa xin cứu con." Dứt lời, tiếng chuông xe reo không ngớt. Mưa vẫn rơi,
xe qua khỏi rừng chè, vụt qua khỏi đám nhà tranh ở địa đầu cầu đất như gió rồi khuất dạng. Chiếc xe đã khuất dạng mà ai nấy trong xóm nhà tranh ấy còn nhô đầu ra khỏi cửa, tắt lưỡi, lo thầm cho tánh mạng của thanh niên đó vì chiếc xe đứt thắng. Này bạn, phải chăng hiện nay bạn đang ngồi trên chiếc xe thời gian của bạn để vào thiên quốc mà bạn có biết chắc rằng bạn đang làm chủ trên chiếc xe ấy và chiếc xe ấy vẫn còn cặp thắng nguyên vẹn? Cặp thắng ấy tức là đức tin và việc làm vậy. Có lẽ đức tin bạn hiện nay đã mất, mất vì một cớ nào đó, hoặc giả vì bạn bè xấu, hoặc giả vì nghi ngờ lời Đức Chúa Trời, hay là vì lòng tự thị tự mãn của bạn. Nhưng rồi bạn cứ vẫn nhóm họp, dâng tiền, có khi bạn cũng dám đứng lên giữa đám đông để cầu nguyện, mà lòng bạn lúc nào cũng bình an, lương tâm bạn chẳng hề cáo trách bạn chút nào. Cứ thế rồi bạn giả vờ, làm ngơ, cố làm ngơ đi cho qua ngày, qua tháng. Nếu có ai biết rõ chiếc thắng trước của xe bạn đã đứt, nghĩa là đức tin bạn đã mất, mà lo cho tương lai của bạn, khuyên bạn, thì bạn lại nói không ai đã mất đức tin mà vẫn nhóm họp, dâng tiền cầu nguyện được. Vâng, lời bạn nói đúng, nhưng cũng có lúc có thanh niên đã mất đức tin mà vẫn nhóm họp, vẫn dâng tiền, vẫn cầu nguyện giữa đám đông được. Họ nhóm họp vì cha mẹ, họ dâng tiền vì thể diện, họ cầu nguyện vì kiêu ngạo. Ngày xưa, Judas Iscariot, dầu đã bán Chúa mà còn nhóm với Chúa đến giờ cuối cùng, Anania và Sapphira đã dối với Thánh Linh mà lòng vẫn dương dương tự đắc. Người Pharisee đứng cầu nguyện trong đền thờ mà lòng không sợ sệt chút nào. Ôi, trên đường núi dốc quanh quẹo mà một khi chiếc thắng trước của xe ta đã đứt, thì chiếc thắng sau cũng khó bề bền bỉ được. Cũng một thể ấy, trên bước đường thiên lộ mà một khi đức tin bạn đã mất, thì việc làm bạn cũng khó mong bền lâu. Ngày nay, bạn còn nhóm họp, còn dâng tiền, còn cầu nguyện, song ngày gần đây, cha mẹ không còn thể thúc đẩy bạn, thể diện không còn đảm bảo bạn. Sự kiêu ngạo của bạn bị tố lộ, việc làm của bạn giờ đây tuy không cánh mà vẫn lẹ làng bay mất. Lúc ấy, bạn cũng còn ngồi trên chiếc xe thời gian mà lòng bạn đau khổ biết dường nào. Bạn không còn sai khiến nó theo ý bạn, mà nó sẽ làm chủ trên bạn, để rồi nó cứ phăng phăng như vô tình đưa bạn vào nơi khóc lóc cay đắng đời đời. Rồi nào cha mẹ, nào hội thánh, ngày đêm rơi lụy vì bạn. Chúa Giêsu cũng thảm sầu vì bạn. Bạn ơi, bạn có thấu chăng? Lời Chúa há không cảnh tỉnh chúng ta: người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp lòng chút nào. Hebrews đoạn 10 câu 38. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa suốt từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Khải Huyền đoạn 2 câu 5. Truyền đạo Dương Kỳ. Kia đường mong phạt gánh ác cằn, do quyền trong dòng hứa, quyền hứa Giêsu. Ai kia đường mong linh năng thắng quy dư chẳng, do quyền mầu nhiệm bấy hứa Giêsu. Quyền trong hứa, hứa huyết linh năng vẹn toàn, quyền trong hứa chiến toàn thắng. Quyền trong hứa, huyết linh năng vẹn toàn, quyền năng do huyết bao chiến con lành.
Ai mong ly cay kiều càng lớn ta ác dục do quyền trong dòng huyết quyền huyết Giêsu do linh nguyên gô gô tha giữa hết huyết tục do quyền màu nhiệm bấy huyết Giêsu quyền trong huyết 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 linh năng vẹn toàn quyền trong huyết chiến con thánh quyền trong huyết huyết linh năng vẹn toàn quyền năng gió huyết bao chiến con lại hàng ghế trẻ em di đồng đầu tiên. Các em thử đoán xem Adam lúc mới được Đức Chúa Trời dựng nên là một em nhỏ xinh xắn như con búp bê to, hay Adam là một cụ già râu dài tóc bạc? Adam không phải là một em trẻ hay là một cụ già, nhưng có lẽ là một người, một thanh niên tuấn tú. Còn Eva, vợ Adam, hẳn không phải là một bà già má tóp răng long hay một cô bé nhõng nhẽo, nhưng phải là một thiếu nữ thanh lịch yêu kiều. Chúng ta chỉ quen gọi Adam và Eva là ông bà vì chưa từng nghe ai nói hai người ấy là những em bé tí tẹo nằm khóc ngoe ngoe trong lòng mẹ. Nhưng có một ngày, có lẽ một ngày xuân có nắng hồng ấm áp, có hoa mai vàng hồng thắm đua nở xanh tươi, Eva sanh một hài nhi đặt tên là Cain. Cain lớn lên trở nên em nhi đồng đầu tiên chạy tung tăng. Chắc Cain buồn vì không có ai để kết bạn. Phương chi ít lâu sau em Cain là Abel ra đời. Hai anh em chơi với nhau vui vẻ, đuổi bắt nhau trong cái rừng thông cao, gieo vi vút, hay lặng ngồi xem suối chảy róc rách, nước trong xanh. Hai anh em yêu thương nhau ghê lắm. Tuy chưa hề biết đá banh, đánh ping pong, cũng không hề đi học, nhưng cả hai chắc được cha mẹ dạy cách làm ăn và thờ phượng Đức Chúa Trời bằng sự giết chiên con, dùng huyết dâng làm của lễ, vì đó là hình bóng về Đức Chúa Giêsu đổ huyết ra ở Gô-gô-tha để chuộc tội loài người. Lớn lên tí nữa, Cain phải lo việc đồng áng, ruộng nương, còn Abel trăng bày chiên ở đồng cỏ. Tuy hai nghề khác nhau, nhưng sau giờ làm việc, trong những đêm trăng sáng, hai anh em lại nô đùa dưới ánh vàng huyền diệu, và những chuỗi cười giòn giã vang lên trong khung trời êm vắng. Lại những đêm đông lạnh lẽo, hai anh em cùng co ro ở trong một ổ rơm êm, thỏa thẻ những mẩu chuyện hay, chia sớt nhau những nỗi vui buồn. Cái mối tình huynh đệ tinh khiết và đằm thắm ấy cứ càng ngày càng thắm đượm. Thế mà một hôm kia, Cain dùng thổ sản dâng của lễ, Đức Chúa Trời không nhận. Abel dâng chiên con đầu lòng, và huyết nó thì Đức Chúa Trời lại nhận, vì của lễ ấy đặt lòng Ngài. Thấy vậy, Cain giận lắm, thừa lúc vắng vẻ, xông đến Abel em yêu dấu của mình, dùng lưỡi dao bằng đá nhọn, đâm mạnh vào tim. Abel ngã quỵ xuống, dãy giụa trên vũng máu đào, mặt tái xanh, mắt trợn trắng, kêu lên vài tiếng đau thương. Cha ơi, mẹ ơi, Đức Chúa Trời ơi, tiếng kêu hạ lần, im hẳn, Abel nấc lên vài cái, rồi tắt thở. Trời về chiều, ánh sáng mờ dần, Cain nhìn thi hài nhợt nhạt của Abel, rùng mình, rồi điên cuồng bỏ chạy, chạy khá xa, nhưng còn nghe tiếng Đức Chúa Trời gọi. Cain, Cain, em ngươi ở đâu? Abel ở đâu? Cain. Cách ít ngày sau, cứ mỗi lần chiều đến, Cain thơ thẩn nơi ven rừng, có khi dừng chân lại, ngẩn ngơ nhìn cho đến trường mặt trời đã khuất hẳn sau rặng núi làm mờ, và bóng tối dày lần bao trùm cả vạn vật. Chắc các em không bao giờ muốn mất người anh em yêu quý, không muốn xa người bạn luyến mến của mình. Chỉ nên nhớ điều này, nhờ ơn Đức Chúa Trời đừng bao giờ giận hờn hay ghen tị. Các em tưởng rằng mình không thể phạm tội tày đình như Cain chăng? Hãy nghe lời Đức Chúa Trời phán. Ai giận anh em mình là phạm tội sát nhân, và ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Các em muốn sống yêu thương chăng? Hãy nhìn vào Jesus Christ đang đau thương ở thập tự giá. Cứ nhìn cho đến chừng huyết của Christ chảy qua lòng, các em cảm thấy tình yêu bao la mang mát của Đức Chúa Trời
và thầm nguyện xin sự yêu thương lan tràn từ lòng mình. Amen. Bài viết của Thượng Nhân. Tâm linh ai kia mong cho trắng qua tuyết không, gió quyền trong dòng hứa, quyền huyết Giêsu. Gió sông linh kia bao ô điểm giữa trăng trong, gió quyền màu nhiễm bấy huyết Giêsu. Quyền trong hứa, huyết linh năng vẹn toàn, quyền trong hứa, chiến toàn thắng. Quyền trong hứa, huyết linh năng vẹn toàn, quyền năng gió, huyết bao chiến còn lành. Ai mong dâng công cho vua thánh Giêsu, gió quyền trong dòng hứa, quyền huyết Giêsu. Ai ưa luôn luôn ca cùng chúc cứu Chúa, gió quyền màu nhiễm bấy huyết Giêsu. Quyền trong hứa, huyết linh năng vẹn toàn, quyền trong hứa, chiến còn thắng. Quyền trong hứa, huyết linh năng vẹn toàn, quyền năng gió, huyết bao chiến còn lành. Lời cần phải có đức tin. 57 năm cầu nguyện. Nhiều năm trước, lần đầu tiên tôi tới Mỹ Châu, tôi vượt qua Đại Tây Dương với viên chúa tàu là người sùng đạo nhất mà tôi chưa từng gặp. Khi chúng tôi lìa khỏi hòn đảo Terra Nova thì ông nói cùng tôi: "Này ông Inlis, lần trước tôi đi qua đây, tức 5 tuần đã qua, một việc lạ lùng nhất đã xảy ra và đã hoàn toàn cách mạng cả đời sống tôi. Cho đến lúc bây giờ, tôi chỉ là một tín đồ thường. Trên tàu chúng tôi có một người của Đức Chúa Trời là George Mueller ở Bristol. Tôi đã ở trên chiếc tàu nhỏ suốt ngày và không lìa khỏi đó. Tôi giật mình vì có người vỗ vai tôi, ấy là Mueller. Ông nói: "Thưa quan chúa tàu, tôi đến thưa với ông rằng tôi phải ở Quebec ngày thứ bảy, bữa ấy là thứ tư." Tôi trả lời: "Không thể được." Ông Mueller nói: "Được lắm, nếu tàu của ông không thể chở tôi thì Đức Chúa Trời sẽ tìm cách vận chuyển khác mà đem tôi đi." Tôi không hề sai hẹn với ai trải qua 57 năm nay. Tôi nói tôi hết sức muốn giúp ông, song biết làm thế nào tôi bất lực. Mueller trả lời: "Chúng ta hãy xuống phòng bản đồ và cầu nguyện." Tôi ngó người của Đức Chúa Trời và nghĩ thầm rằng không biết người này vừa ở nhà thương điên nào tới đây. Tôi chưa từng nghe một việc như thế. Tôi bèn nói: "Ông Mueller ơi, ông có biết sa mù dày đặc chừng nào không?" "Không," ông đáp, "mắt tôi chẳng để vào sa mù dày đặc đâu." Bèn lại chăm chú vào Đức Chúa Trời hàng sống, là đấng cai trị mọi cảnh ngộ của đời tôi. Ông quỳ gối xuống và cầu nguyện một lời hết sức đơn sơ. Tôi lẩm bẩm một mình: "Đó thật thích hiệp cho lớp dạy con nít không quá 8-9 tuổi." Đa ý lời cầu nguyện như sau: "Lạy Chúa, nếu hiệp ý Chúa, xin dời sa mù này trong 5 phút. Chúa biết lời hứa hẹn Ngài đã ban cho con ở Quebec thứ bảy. Con tin đó là ý muốn Chúa." Khi cầu nguyện xong, tôi sắp cầu nguyện thì ông đặt tay trên vai tôi và ông nói: "Trước hết, ông không tin Ngài sẽ làm, và hai là ông không cần cầu nguyện về việc này." Tôi ngó George Mueller và ông nói câu này: "Thưa quan chúa tàu, tôi đã từng biết chúa tôi 57 năm và không một ngày nào tôi không vào bệ kiến đức vua cả. Hãy đứng dậy, thưa chúa tàu. Mở cửa ra, ông sẽ thấy sa mù tan rồi." Tôi đứng dậy và nhìn ra, quả sa mù đã tan rồi. Ví như anh em nói với người có óc khoa học, chắc họ sẽ nói đó là trái luật thiên nhiên,
Không, ấy đúng theo luật thiêng liêng, vì Đức Chúa Trời chúng ta là đấng vô sở bất năng. Hãy đeo theo sự toàn năng của Đức Chúa Trời và cầu xin với lòng tin cậy. Chiều thứ Bảy, tôi có thể thêm George Miller đã ở Quebec. Theo báo Christian Digest, cần thiết. Cô nhi viện. Theo sự dự thảo của Ban trị sự Tổng Liên hội và Ban trị sự chung họp tại Sài Gòn thượng tuần tháng 2 năm 1953 vừa qua, rất mong rằng cô nhi viện ở Nha Trang có thể thu nhận các cô nhi ước vào sau vụ hè này. Vậy xin toàn thể hội thánh cầu nguyện đặc biệt và lo cho các cô nhi sớm đủ điều kiện gửi đến cho văn phòng Tổng Liên hội ở 14 Jean O'Neill, Đà Lạt. Một cô nhi được tiếp nhận phải là: thứ nhất, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thứ hai, cha mẹ đều phải có quốc tịch Việt Nam. Thứ ba, phải có giấy chứng nhận do mục sư của hội thánh và do nhà chức trách địa phương. Thứ tư, phải trong hạng từ 5 tuổi cho đến 10 tuổi, nghĩa là hạng được nhận vào ít nhất là phải đủ 5 tuổi và không quá 10 tuổi, và được ở trong viện cho đến đúng 16 tuổi thì cho ra. Ngoài trừ những cô nhi có tính cách đặc biệt nhận vào và cho ra cách bất thường ngoài hạng tuổi nói trên, thì phải tùy quyền Ban trị sự Tổng Liên hội định đoạt. Xin các hội thánh có cô nhi gửi vào viện vui lòng gắng sức quyên trợ số tiền làm lộ phí để gửi em ấy đến cô nhi viện ở Nha Trang. Tổng Liên hội. Thông báo của trường Kinh Thánh. Theo quyết nghị của Ban trị sự chung họp tại Sài Gòn vào thượng tuần tháng 2 năm 1953, thì từ nay những người muốn được nhà trường Kinh Thánh tại Đà Nẵng nhận cho nhập học phải có đủ các điều kiện sau đây. Thứ nhất, phải đúng 20 tuổi, nghĩa là đủ 20 năm và có tác thành nhơ. Thứ hai, phải có giấy chứng sức khỏe do thầy thuốc chứng nhận. Thứ ba, phải từng làm ban viên của ban chứng đạo ở hội thánh mình và có ơn dắt đem người trở lại tin Chúa. Thứ tư, phải có học lực đến bậc trung học Việt Nam. Thứ năm, phải được mục sư hội thánh, chủ nhiệm giáo sĩ và chủ nhiệm địa hạt gửi gắm rõ ràng. Thứ sáu, phải trúng tuyển kỳ thi nhập học do nhà trường Kinh Thánh tìm phương khảo hạch. Vậy, xin các quý hội thánh hết lòng cầu nguyện và nhờ các quý mục sư truyền đạo đặc biệt cổ vũ cho có nhiều người được đủ điều kiện trên đây vào học tại trường Kinh Thánh Đà Nẵng niên khóa 1953-1954. Ai xin đồng học thì phải kiếp gửi thơ về cho bản trường để kịp lo mọi điều
cho khỏi trễ nải. Xin toàn thể hội thánh gia tâm lưu ý giúp cho. Trường Kinh Thánh. Giêsu ở bên Mai trọn đời. Một viễn ảnh về cô nhi viện của Hội Thánh Tin Lành tại Nha Trang. Mai là một em gái nhỏ chừng 12 tuổi, được đưa vào cô nhi viện Tin Lành gần một năm nay. Dưới đây là câu chuyện Mai kể cho cô Thư, là một nhân viên trong viện trong một chiều thu có nắng vàng. Mai một cô cha từ khi lên 4. Vài ngày sau khi thầy Mai mất, em nhỏ Mai mới 2 tháng cũng qua đi, để lại hai mẹ con Mai với nỗi đau thương vô hạn. Thế rồi, khói lửa trùm lên đất nước. Sau những ngày tản cư vất vả, bà Khám, má của Mai, từ giã cõi đời trong một ngày đông lạnh lẽo, khát mùi khói súng. Mấy người trong xóm thương tình đến lo chôn cất bà Khám. Rồi bà Bảy, quá chồng, ở với 4 đứa con nhỏ trong túp lều đầu làng. Bà này nghèo của nhưng không nghèo tấm lòng, nên đem Mai về nuôi. Vài ngày sau khi bà Khám mất, trong làng lại có lệnh tản cư triệt để. Thế là, cùng với gia đình bà Bảy, Mai khăn gói lên đường. Từ giã thôn làng ấy, nơi yên nghỉ cuối cùng của bà mẹ hiền Mai, qua làng bên, bà Bảy mua một ít quà vặt để Mai đem ra bến sông đầu làng, kiếm dăm 7 đồng thêm tiền cơm gạo. Mai buôn bán cũng khá, phần nhiều hôm nào cũng đến xế chiều, khi khách quá giang đã vãng, thì mẹt quà của Mai cũng vừa hết. Nhưng một ngày kia Mai cũng đem quà ra bến sông bán như thường lệ. Về gần trưa, bỗng một trận gió lớn nổi lên, kéo đem cả góc trời. Rồi gió cứ lần lần lớn hơn, cơn mưa đổ xuống như trút nước. Mai chỉ còn kịp nép bên dưới gốc đa, nhìn con sông nổi sóng. Thình lình, một cành đa to gãy rớt xuống người Mai, làm Mai ngã lăn ra bên mặt quà
đổ tung tóe. Từ đó Mai không biết gì nữa. Một buổi sáng Mai tỉnh dậy, thấy mình nằm trong một nhà thương thành phố. Người còn bàng hoàng, Mai thấy nhức nhối ở cánh tay trái, muốn đưa tay lên, nhưng cô khán hộ ngồi bên cản lại. Và ôi thôi, cánh tay trái của Mai đâu mất rồi. Mai khóc òa lên, một nỗi đau xót xé lòng Mai. Cô khán hộ yên ủi Mai, và người ta cấm Mai làm ồn ào, không cho Mai khóc to. Mai chịu sao nổi với những nỗi đau đớn quá sức này. Mai lần lần nhớ lại những ngày qua. Mới hơn 12 tuổi mà bao đau thương đã chất trên đời Mai rồi. Mồ côi cả cha mẹ, lại còn mang lấy tàn tật vào người nữa. Cả buổi thiếu thời của Mai là một hàng lệ dài. Về sau được người ta cho biết rằng Mai đã được đưa về bệnh viện trong một cuộc hành binh. Người ta đã lượm được Mai ở bên gốc đa gần bến. 2 tuần sau, người ta đưa Mai vào cô nhi viện Tin Lành đây. Được mọi người trong viện niềm nở, đón tiếp, trên nét mặt người nào cũng đượm vẻ yêu thương. Mai cảm thấy một sự ấm áp mà ngoài đời Mai chưa từng thấy. Từ khi Mai vào viện tới nay, cô Thư mới có dịp ngồi nói chuyện với Mai lâu đến thế. Và đến bây giờ cô mới biết rõ quãng ngày của Mai. Vốn sợ gợi đến mối khổ tâm của các em mồ côi trong viện, nên ít khi có ai nhắc đến tình cảnh gia đình các em. Nghe xong chuyện của Mai, cô Thư nhẹ nhàng vuốt mái tóc Mai, nói mấy lời an ủi. Một chuyện thương tâm nữa lại làm bận lòng cô Thư. Cô giấu 2 hàng lệ trào tuông. Cô Thư dục Mai ra sân chơi, rồi cô cũng đi vội xuống bếp để lại căn phòng với những tia nắng hắt hiu. Phải chăng người ta sợ cả màu nắng dịu khi nói đến chuyện nát lòng? Một buổi chiều thứ năm sau giờ học kinh thánh thường lệ của viện, các bạn ra chơi cả. Mai tới quanh quẩn bên cô Thư như muốn nói điều gì mà còn e ngại. Cô Thư vừa xếp lại tranh ảnh vừa hỏi, em Mai muốn nói gì đấy? Khi đó, Mai mới dám mạnh bạo thưa. Thưa cô vừa dạy chúng em bài học Đức Chúa Trời yêu thương con trẻ, không hiểu sao em thấy cảm động lắm. Em muốn được Chúa yêu thương, nhưng em cảm thấy mình có tội nhiều lắm, không biết Chúa có tha cho em không? Cô Thư mừng khôn tả, vì biết Thánh Linh Chúa đã làm việc trong lòng em này. Kéo Mai ngồi bên mình, cô niềm nở nói chuyện với em. Lấy Kinh Thánh mở sách Giăng Nhất, đoạn 1 câu 7 phần B, cô chậm rãi đọc. Huyết Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Rồi cô biểu Mai lấy Kinh Thánh cùng đọc với cô những câu Kinh Thánh khác. Mấy câu Kinh Thánh này Mai đã đọc đi đọc lại nhiều lần đến nỗi thuộc lòng nữa, nhưng không hiểu sao lần này những lời ấy có quyền lực đến lòng Mai như thế. Nhất là sau khi cô Thư giải nghĩa cho Mai nghe trong Giăng đoạn 3 câu 16, Mai thấy rõ lòng yêu thương rộng lớn của Đức Chúa Trời đến nỗi Ngài ban Jesus Christ để cứu Mai khỏi tội, và cũng thấy rõ cảnh đau đớn của sự hư mất đời đời nếu Mai không tin Jesus Christ đổ huyết đền tội cho Mai. Nghe xong những câu Kinh Thánh này, Mai rưng rưng nước mắt, xưng ra mọi điều lầm lỡ của mình. Mai kể cho cô Thư nghe tội lớn nhất của Mai là không thật lòng thờ phượng Chúa. Những ngày qua ở trong viện, Mai cũng có đi nhóm mỗi ngày Chủ nhật, cũng học Kinh Thánh, hát thánh ca và cũng cầu nguyện nữa. Nhưng thật lòng, Mai chưa đầu phục Chúa. Cô Thư hết sức cảm động, cùng Mai quỳ gối cầu nguyện. Mai dốc đổ lòng mình ra với Chúa, khóc lóc ăn năn tội mình và tiếp nhận Jesus Christ làm cứu Chúa mình. Khi cầu nguyện xong, cô Thư khuyên thêm Mai ít lời trong cuộc đời mới của Mai. Rồi cả hai chia tay, mỗi người tiếp tục bổn phận mình. Trên nét mặt hai người đều đẫm lệ, chẳng biết đó là những giọt nước mắt đau thương của tội lỗi hay là những giọt nước mắt sung sướng vì một linh hồn được cứu. Giờ chơi chiều nay, Mai đến ngồi bên góc dừa ôn lại quãng ngày qua. Nào những nỗi chia lìa đau đớn, nào lúc buôn bán gian lận biết bao tội lỗi trong ngày đen tối. Nghĩ đến tình yêu thương của Chúa, Mai không cầm được nước mắt. Chúa đã thương đưa Mai vào đây, chẳng những Ngài cứu thân thể Mai mà cũng vừa cứu linh hồn Mai nữa. Bây giờ lòng Mai sung sướng vô hạn. Nỗi trống trải của cuộc đời côi cuốc của Mai nay không còn nữa. Lòng Mai nay đã có Chúa ngự,
có cha yêu dấu ở với Mai, có bạn thiết giúp đỡ Mai, còn gì đáng phàn nàn nữa. Mai nhớ thường hát có Chúa Giêsu là có mọi sự. Phải rồi, bây giờ Mai mới biết là đúng. Ai muốn đổi gì lấy Giêsu của Mai, Mai cũng chẳng đổi đâu. Mai bị mất cánh tay trái, nhưng Mai vẫn có thể dùng miệng lưỡi mình, cả đời sống mình nói về lòng yêu thương của Đức Chúa Trời. Lòng vui sướng Mai cất tiếng hát. Giêsu bạn thiết của muôn tội nhân. Giêsu yêu Mai ngàn muôn phần. Giọng hát thanh thanh của Mai rung trong nắng chiều. Cành lá dừa xào xạc theo tiếng giặt dào của sóng biển ngoài kia. Nơi chân trời từng đàn cò trắng chập chờn đôi cánh bạc vỗ cánh về phía núi. Tiếng hát của Mai cứ ngân trong gió. Hallelujah, cứu Chúa siêu việt. Hallelujah, Chúa bạn thiệt. Cứu rỗi, giúp đỡ, yêu thương chẳng rời. Từ phía hành lang của viện, cô Thư đứng nhìn các em mồ côi nô đùa trên làn cát trắng. Nhìn cành lá dừa phất phơ dưới nắng, cô Thư mơ đến một ngày mai của Hội Thánh Việt Nam. Một ngày mai huy hoàng của nhà Chúa, với những bầy chim non không ổ này, những mầm non đầy hy vọng. Cô thầm cầu Chúa cho mỗi em ở đây đều thật được tái sanh như em Mai khi chiều. Cô mong rằng tại đây, các em nhỏ sẽ được gặp Jesus Christ, linh hồn các em sẽ tìm thấy bến yêu thương của thập tự giá. Nghe tiếng hát vui vẻ của Mai, lòng cô như trỗi khúc khải ca. Phải, vì còn gì sung sướng cho cô hơn là đưa một linh hồn quay về với Chúa. Cô nghe mơ hồ như tiếng kèn thiên sứ trỗi khúc hân hoan đón mừng một linh hồn, hay chỉ là điệu nhạc lân lân của vũ trụ khi hoàng hôn xuống. Tiếng hát của Mai vẫn lan trong không gian với một niềm tin tưởng vô biên. Giêsu ở bên Mai trọn đời. Bài viết của Thanh Đạo. Giêsu thân nâng đỡ đưa đường tôi ở giữa cơn ba đào dập rồi. Nhờ tay Giêsu lái con thuyền đây thôi tô dông đêm mù mịt này. Alleluia cứu Chúa siêu việt. Alleluia Chúa ban thiện. Cứu rỗi giúp đỡ yêu thương chẳng đợt. Giêsu ở bên tôi trọn đời. Giêsu giờ tôi tiến ninh ngài đây. Sứ mạng cho những tín đồ và những hội thánh muốn sống cách trung tín. Sự kêu gọi hội thánh về việc truyền giáo của mục sư Andrea Lamotte. Ông Charles Stern.
nhà Tiền Khu đã hy sinh đời mình cho nước Trung Hoa, nước Ấn Độ và Châu Phi đã viết lời kêu gọi rất cảm động như sau đây. Chúng ta có người, chúng ta có tiền, chúng ta có đủ phương tiện giao thông, hơi nước, điện khí, sắt đã làm cho trái đất trở nên bằng phẳng và đã làm thành những cầu ngang qua biển. Đức Chúa Trời đã mở rộng các cửa trên thế gian. Nhưng chúng ta đang làm gì? Chúng ta cầu nguyện, chúng ta giảng, chúng ta quỳ gối, chúng ta dự lễ tiệc thánh kỷ niệm về sự thương khó của Đấng Christ. Chúng ta vui vẻ đọc bài tín điều các sứ đồ. Chúng ta đều là những người lạc quan. Chúng ta hô to tin bên Giê-xu tiến lên, xông pha vào trận tuyến. Và rồi chúng ta lại thưa nhỏ với Chúa rằng: Chúa ơi, xin Ngài tha lỗi cho con không thể đi được. Ồ, chúng ta hèn nhát dường nào. 500 triệu người ngoài chưa được nghe tin lành, dầu những hội truyền giáo lớn nhất của chúng ta đã ráng hết sức mình rồi, nhưng miền trung tâm của Á Châu, Phi Châu và gần hết cả đại lục Nam Mỹ Châu vẫn còn chưa được nghe nói đến tin lành của Đấng Christ. Một ngày kia, vào lúc sắp về nghỉ bên nước Anh, sau những năm liên tiếp hầu việc Chúa trong những vùng có khí hậu khó chịu, Charles Sturt thình lình nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Tiếng ấy phán cùng ông lúc ông đứng trên bờ sông Neil rằng: con dám trở về nước Anh để nghỉ ngơi tuổi già, trong khi con biết còn vô số người chưa bao giờ nghe nói về danh Giê-xu Christ ư. Nếu con làm vậy, thì thế nào con dám đứng trước mặt ta trong ngày phán xét? Nếu Đức Chúa Trời còn có thể phán với một tôi tớ đã tận lực hầu việc Ngài tại đất dân ngoại như vậy, thì chúng ta tưởng Ngài sẽ có thể phán gì với chúng ta là những kẻ có lòng kính mến Chúa trong hội thánh? Đây, tôi xin hiến cho anh em một trong những lời làm chứng cảm động hơn hết của một người mà tôi quen biết. Người ấy là mục sư tấn sĩ Oswald Smith ở Toronto. Lời làm chứng ấy sẽ tỏ cho chúng ta rõ cái phương pháp duy nhất giúp hội thánh thoát khỏi sự nghèo nàn về tài chánh và trạng thái hôn thụy, có nghĩa là ngũ dục thuộc linh. Phương pháp đó tức là vâng theo mạng lệnh của Chúa, mở rộng trại mình ra và thừa nhận trách nhiệm của mình về sự truyền giáo. Trường hợp của ông Oswald Smith là trường hợp của một tôi tớ Đức Chúa Trời, được nghe tiếng của Thánh Linh bảo phải trở nên giáo sĩ, nhưng lại bị hoàn cảnh bắt buộc nhiều lần phải bỏ dở công việc mà trở về nước. Rồi cuối cùng ông mới tìm hiểu được rõ ràng ý muốn của Đức Chúa Trời về sự Ngài kêu gọi hội thánh mình trong công cuộc truyền giáo ngoại quốc. Sau đây tôi muốn để chính ông trực tiếp nói với anh em. Tôi mong rằng những hàng dưới đây mà tôi đã cố gắng dịch ra, anh em có thể nhận thấy tất cả mối cảm động, lòng tự hạ và sự khâm phục đã nảy ra trong tôi khi tôi đọc nó. Tôi cũng ước ao lời làm chứng ấy sẽ như tiếng gọi mạnh mẽ của Chúa thôi thúc gọi anh em ngay hôm nay. Ông Oswald Smith viết rằng: bây giờ Chúa phán cùng các môn đồ rằng: mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì thật ít. Đó là vấn đề. Và vấn đề của thời đại Đức Chúa Giê-xu cũng là vấn đề của thời đại chúng ta hôm nay. Một mùa gặt thật trúng mà con gặt thật ít. Và đây là giải pháp. Hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Khi trước, tôi tra xem Kinh Thánh để biết tôi có thể vừa ở xứ Gia Nã Đại và vừa vâng phục ý của Đức Chúa Trời không. Nhưng tôi tìm thấy trong Kinh Thánh những lời như vậy: hết thảy muôn dân, cả thế gian, mỗi người, mỗi giống, mỗi thứ tiếng, mỗi dân, cuối cùng trái đất. Bây giờ tôi tự nhủ, có phải hết cả muôn dân đều sống tại Gia Nã Đại không? Nếu thật không có một dân nào đang sống ngoài biên giới của nước tôi thì tôi mới có thể ở lại trong nước tôi cách vui vẻ mà giảng tin lành. Nhưng nếu có một dân nào đang sống ngoài biên giới nước tôi thì chắc tôi phải xuất dương để đi đến những dân ấy. Và nếu tôi không thể thân hành đi được thì tôi phải tìm những người bằng lòng đi thế tôi. Nhưng
Nếu tôi không làm một trong hai điều đó, thì tôi bất tuân Chúa của tôi. Khi tôi 18 tuổi, tôi đi đến xứ Colombia thuộc Anh. Trải qua một năm tôi sống một mình trong những nơi vắng vẻ của miền Alaska, cách xa xứ tôi hàng nghìn cây số. Và tại đó, Đức Chúa Trời ban cho tôi một kinh nghiệm. Tôi chưa có sự trí thức đầy đủ. Tôi phải trở về quê hương của tôi. Tôi xin vào học trường thần đạo. Và sau khi tốt nghiệp, tôi dâng mình làm mục sư. Tức thì, tôi kêu nài ban trị sự lo về việc truyền giáo ngoại quốc của hội trưởng lão, cho tôi làm kẻ tiền khu đến xứ Ấn Độ. Người ta xem xét vấn đề của tôi rất kỹ, nhưng cuối cùng họ nhất định không nhận lời kêu nài của tôi. Không được như ý, tôi bèn trở về nhà và làm mục sư tại thành phố Toronto. Dầu vậy, tôi không thấy thỏa lòng. Trong trí tôi có một hình ảnh cứ quấy rầy tôi luôn. Ít lâu sau, tôi rời bỏ hội thánh tôi và đi giảng tin lành cho vô số người Lithuania, Estonia và Ba Lan. Có nhiều linh hồn đã tin nhận Đấng Christ. Nhưng ngày kia, tôi bị kiệt sức, gần như sắp chết. Và một lần nữa, tôi lại phải nhất định trở về quê hương. Tôi đã tổ chức nhiều buổi nhóm giảng tin lành tại đây đó, trong Sư Gia Nã Đại và Hiệp Trung Quốc. Nhưng cái khát vọng được hầu việc Chúa giữa vô số người đang thiếu kẻ chăng lại kích thích tôi quá mạnh, và lần này tôi sang qua xứ Tây Ban Nha. Nhưng lại một lần nữa tôi lâm bệnh và buộc phải hồi hương. Vào năm 1930, sau 2 năm hầu việc Chúa trong hội chúng dân tại Toronto, tôi lại bị hình ảnh kia quấy rầy nữa. Và lần này tôi đã đi đến Phi Châu, nhưng một chứng bệnh trầm trọng đã làm cho tôi phải nằm liệt trong 6 tuần lễ và buộc tôi phải rời vùng hoang dã, trở về chốn thị thành. Lúc đó, tôi bắt đầu nhận biết sự sáng suốt của ban trị sự trưởng lão hội và sự bất lực của tôi đối với công việc truyền giáo ngoại quốc. Dầu vậy, tôi thường nói với tôi rằng, mày đã thấy một hình ảnh. Tôi đã biết có vô số dân chưa bao giờ nghe đến tin lành. Năm 1938, tôi lại thử xuất dương một lần nữa, và tôi đến các hải đảo trong Thái Bình Dương. Sau 31 ngày lên đên trên mặt biển, tôi đến đảo Salomon và giảng tin lành tại đó. Nhưng tôi lại bị sốt rét vì trải qua 3 năm, sức khỏe tôi suy vi rất nhiều. Rồi một ngày kia, ông tấn sĩ Northcott Deck và các bạn cộng sự với ông buộc tôi phải xuống tàu trở về Toronto. Tôi đã đi thăm hơn 40 nước và tôi nhận biết chắc rằng tôi không thể sống trong những xứ thuộc miền nhiệt đới. Bây giờ phải làm thế nào để vâng theo mạng lệnh của Chúa? Chỉ có một điều phải làm, tìm kiếm một người thay thế. Đó là vấn đề nảy ra trong tâm trí tôi khi tôi bắt đầu tái nhậm chức vụ mục sư. Một ngày kia, tôi đến nói chuyện với ông J.H.W. Cook, nhà tiền khu của Hội Truyền giáo Phước âm Liên hiệp tại miền Nam Phi. Tôi hỏi ông có muốn gửi thêm giáo sĩ sang ngoại quốc không? Ông trả lời, có, chúng tôi hiện có 5 giáo sĩ bằng lòng đi. Tại sao ông chưa cho họ đi? Bởi vì không có đủ tiền. Tôi lại hỏi, nếu tôi có thể cổ động được vài nhà từ thiện bằng lòng giúp tiền cho họ đi, thì ông có ưng chịu để tôi đảm đương việc nuôi những người ấy không? Tôi không bao giờ quên cái ngày mà tôi đặt 5 giáo sĩ ấy vào lòng của các tín đồ trong hội thánh tôi, và nài khuyên họ đảm nhận sự cấp dưỡng những giáo sĩ ấy. Cả hội chúng đều ưng chịu. Thế rồi, số 5 ấy đã trở thành ra 10, và từ 10 lên 20, 20 lại lên 30, 30 lại lên 100, 100 thành 200, và 200 thành 250. Và hôm nay, hội thánh của tôi có một đội quân thợ gạt, do chính hội thánh tôi sai đi hầu việc Chúa trên 20 cánh đồng truyền giáo. Oswald Smith lại nói thêm, dầu vậy, tôi chưa thỏa lòng, tôi không thôi cầu nguyện rằng, Chúa ơi, nếu đẹp ý Chúa, thì xin Ngài cho con sống cho đến khi hội thánh con có được 500 giáo sĩ.
Đó là ý nghĩa và mục đích của đời sống tôi. Tôi làm giáo sĩ trước, rồi sau mới làm mục sư. Hỡi các bạn đồng lao yêu dấu trong chức vụ thánh của tôi ơi, há chẳng phải điều đó cũng là cần cho các anh em và tôi sao? Từ đây trở đi, anh em và tôi há chẳng đáng nên làm như vậy sao? Tôi làm giáo sĩ trước, rồi sau mới làm điền chủ, kỹ nghệ gia, thương gia, y sĩ, quan tòa, nghệ sĩ, công nhân. Tôi làm giáo sĩ trước, rồi sau mới làm bà giáo, bà kháng hộ, nô tỳ. Tôi làm giáo sĩ trước. Hỡi anh em tín đồ, ngày nào anh em có thể nói điều đó? Và tại sao anh em lại không thể nói điều đó nếu anh em thật đã thuộc về Đấng Christ? Thì sẽ có nhiều con gà đáp lại tiếng gọi của chủ mùa gà. Hội thánh của anh em sẽ trở nên giàu có về tiền tài, bởi vì anh em sẽ có nhiều con trai, con gái đứng dậy theo sự sai phái của anh em mà đi đến những nơi ở đầu cùng đất. Anh em sẽ giàu có sự hy sinh, lòng vâng phục vì mạng lệnh của Chúa. Thành người giáo sĩ, là một giáo sĩ là điều phải làm trước hết và trên hết. Đó là lời Chúa Giêsu Christ kêu gọi môn đồ Ngài. Lời kêu gọi ấy thêm nghĩa cho sự dâng mình, và nếu họ thừa nhận trọn vẹn điều đó, thì sự dâng mình của họ mới hoàn toàn có giá trị và có trọn ý nghĩa. Thành người giáo sĩ, làm người giáo sĩ là điều phải làm trước hết và trên hết. Đó là lời Chúa kêu gọi hội thánh của Ngài. Nếu không làm theo sự kêu gọi đó, thì hội thánh phản bội Chúa mình, không tỏ ra là một hội thánh trung tín, xứng đáng với danh hiệu tân phụ của Jesus Christ, trong khi chờ đợi Ngài tái lâm vinh hiển của Ngài. Hỡi hội thánh của Đức Chúa Trời, hãy nghe một lần nữa. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng đoạn 3 câu 16. Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Ô-sê đoạn 4 câu 6. Chính các ngươi hãy cho họ ăn. Luca đoạn 9 câu 13. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Matthew đoạn 28 câu 19-20. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Matthew đoạn 24 câu 14. Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Mác đoạn 16 câu 15. Hỡi hội thánh, hãy nghe, hãy bước ra khỏi chốn ẩn dật an tĩnh và cái gác chuông ích kỷ của ngươi. Khi đêm đến thì ngươi không có thể làm việc gì được nữa. Chúa đã gần rồi, đã đến lúc chúng ta phải vùng dậy. Hỡi hội thánh, hãy nghe và vâng lời. Truyền đạo Nguyễn Châu Chánh dịch. Thank you.